phải thẳng, chân phải nhanh. Đúng rồi, chân mỏi cũng không được là, chật chân cũng không được là, chật chân không được là. Cô hai ơi, sao? Có cần chờ không? Cha cha xinh quá ta. Mọi người không nên dừng lại, tiếp tục tập luyện mặc kệ tôi. Chúng tôi đâu có quan tâm gì tới cô đâu. Chạy mất. Tránh ra trường. Anh phải tránh ra. Tránh ra. Chơi tôi với, chơi tôi với. Cái lúc đó có nhìn thấy cái người kia chạy qua không? Có chứ, hay thiệt, nhanh lắm. Không phải thường đâu, cô gái chạy xe đạp phải không? Không phải, không phải con gái đâu. Người mà mặc áo vàng, phía sau còn mang cái vỏ da đen lắm đó. Cô gái ơi, đó quà thường được rồi, quà thường châu Phi. Phải đó, không phải là quà thường châu Phi đâu, mà là siêu nhân châu Phi đó. Trời ơi, người thổ là mình chạy nhanh thế vậy. Cuộc thi lần này chúng ta được rất nhiều cơ quan đã ủng hộ và tài trợ cho chúng ta. Chúng ta cũng muốn cảm ơn ông Cổ Luyện Lương, một thương gia Hồng Kông, đã ủng hộ chúng ta hết sức. Chúng ta cùng nhau quan tâm. Chào mừng ông Cổ. Chào quý vị. Sao bạn người? Ác Cường đâu? Y đang chơi trò cướp bóc đó. Chơi với ai? Chơi với cô đó. Sao? Cuộc thi này chúng ta sẽ xuất phát từ Trường Thành của Trung Quốc, qua Hà Bắc, Sơn Tây, Giáp Sơn. Đây là con đường tơ lụa phía Nam, có không ít các dân tộc thiểu số, có những khu rừng thiên nước độc. Chúng ta còn được Đông Cục đã cho phép chúng ta đi qua khu quê hương của loài gấu mèo. Ôi, tôi yêu gấu mèo, tôi yêu gấu mèo, cho tôi gấu mèo. Có nhiều người lắm, những người đó nói rằng có gấu mèo là có sự thái bình. Chúng nó yêu sự thái bình thì nơi mà nó ở phải là những nơi thật là thoải mái và bình yên. Các vận động viên đi qua khu vực này, thứ nhất không được nhả đạm, thứ hai không được hút thuốc. Các người có nghĩ ra được cái cách nào để bắt gấu mèo không? Tôi nghĩ ra 10 cái, tôi nghĩ 5 cái, 15 cái, 20. Tôi chỉ cần một cái phương pháp bảo đảm có thể bắt được gấu mèo. Vâng, có lộn không chị? Anh Cường có lộn không hả? Không nói tiếng nào bỏ đi đâu rồi. Tôi tập luyện có 19 lần rồi, có chú ý không vậy? Y đã 3 ngày không có ăn và 4 ngày không có đi nhà vệ sinh rồi. Cái hành động biểu thị. Y kháng nghị không nói tiếng nào biểu hiện cái điều gì hả? Hả? Trời ơi, bao nhiêu dấu tích, tại sao là mình lại không chú ý? Có phải là mình ngắm không à? Mày còn hay à? Hay là chơi không nổi thôi? Mình mua vé máy bay đi về đi. Chúng ta phải tiếp tục thi đấu, ngày đó chưa? Nhất định phải thắng. Vì có giá là con trai thi đấu hả? Đương nhiên là không, vậy chúng ta phải tìm người khác. Tìm đủ người rồi hắn kêu tôi đến. Làm ơn đi, các người chịu thua sao? Các người có phải là mãi gia quân không đó? Sắp đến lượt các người biểu diễn rồi. Biểu diễn với bốn người chứ? Bà thiếu một. Biểu diễn cái gì? Đây nghe lời giới thiệu đặc biệt của Thiếu Lâm, nước thuốc và băng keo của chúng tôi, súng đạn bắn không thủng, bởi vì áo của chúng tôi cùng với trào lưu mới hợp thời trang. Tiếp vụ lúc nãy thật là hấp dẫn. Chúng ta tiếp tục giới thiệu sản phẩm của Mã Gia Tinh Tinh Dị Khiết Hộ. Họ đã từng đoạt giải quán quân của các lớp học ban đêm. Chúng ta xin mời Tinh Tinh Biết Quán. Whoa!
Quấn tiếng có tội thay A Cường á. Tìm ai để thay thế A Cường đây? Chẳng lẽ mình phải biến tánh thì sao? Ôi con chim này dễ thương quá. Cho nó ăn đi. Đúng rồi. Này các bạn làm gì đó? Con chim này không thể chơi như vậy được đâu. Phải để nó lên cây đi. Ông nói gì vậy? Chẳng biết ông nói gì nữa. Thôi được rồi, ông thả lên trên đó đi. Quay biển đồ lên. Để đâu bây giờ? Xin sang. Ông ơi. Nè ông da đen ơi. Trời ơi, xin lỗi, xin lỗi. Ê, 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 phần cái chân rồi. Ê, cái chai của tôi, cái chai là cái chai cho tôi đi. Ê, ông ơi, ông da đen ơi. Xin lỗi, về tôi tuồn cái xe xài chút đi. Ê, trả lại tôi cái chai đi. Tránh ra. Hai thằng xe à. Mới dừng xe, dừng xe. Cô muốn bỏ mạng thì cũng đừng hại tôi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi nha. Thôi nào. Lại đi. Là cô này bà tôi là cuối cùng à, cuối cùng bỏ không bao giờ lừa cô đâu. Làm sao để tôi giới thiệu nha. Này A Tùng, chứ tôi từng coi qua rồi đâu. Trời ơi anh chạy nhanh quá à. Cái đầu lắc qua lắc lại. Thành công, thành công rồi. Lần này là thành công. Cô này à, bảo đảm là không có bị trúng độc đâu. Quỷ vô mừng nó đã bị xỉu rồi kìa. Lần này chúng tôi quyên góp tiền cho rất nhiều cơ quan từ thiện. Chúng tôi mong quý vị giúp. Thì quý vị cho tôi bao nhiêu tiền? Nếu thấy tiền thì không có. Không có tiền thì không có ý nghĩa gì đâu. Thôi đi, chứ không có tiền tôi chẳng làm đâu. Bực mình. Nhưng mà nếu thắng rồi hả, được tiền thưởng 1 triệu đô la đó. Nè nè, cho có cơ hội nói là một lần. Nếu như mà được thắng nhất thì tôi thưởng là 1 triệu. Trời ơi, không có đủ xài 2 tháng. Nhưng mà thôi được, tạm tạm cũng được. Tiền thưởng tôi có thể đưa. Thôi đi, tôi là người đâu phải gì tiền bạc đâu. Cái gì? Vẫn cứ đi thấy A Cường. Kim Huyền đến đây thấy A Cường hả? Kỳ lạ lắm sao? Không phải y, mà là người này. Không phải xài đâu, để nào, các cậu xin chào. Qua đây, qua đây, biết không mà. Qua đây, qua đây. Cô ai? Mày mà, em có cáo chùa à. Vẫn còn dễ dàng để tôi tùy dẫu. Trời ơi, kiếm cái người hoang dã lắm hay sao? Mở miệng á. Chỉ có giấm trà, sạch bàn, xin hồ lần, lòng phai xanh mệnh. Điểm thùng chứ. Khác lắm nha. Chúng tôi là hai thế giới thế giới tôi là sao chứ cũng là con người nhưng mà khác biệt khác chỗ nào màu da còn gì nữa sách tạo công phu không biết chỗ công còn nữa chúng nói à, nước da không biết chỗ công thứ khác nước da không giống cấp thôi như vậy à kinh quá đi nói rằng người bất lực đó người thổi còn chuẩn bị sida đó vô đây tôi thích
我专门想摸医，我做乜好惊啊？啊，是啦，佢见到咪受招。救星啊！你老，你讲嘢啊？你嚟鼓动紧佢，佢嚟讲嘢，你做几多人啦？我仲标你一个包英爱，七支火柴放咗落去，惊咩啊？我知，出嚟冚，跟住接动手。丽丽，伤心淋咗三年，又一支火柴都用过啊！淋佢得香蜜烛冧咗，我谂啦，嗰啲细路仔睇唔起人啊！隔佢今日你点佢同佢单多过晒你哋？哦，点会啊？肯定今次都系全靠佢啫。冚住你啊，疼啦咁样。如果今次唔赢，你对唔住你三个老豆噶啦，衰仔。听听个女都话冚住我，隔佢啦。快啲，就望几日淋啲，快啲啊！要测试嗰个黑炭嘅体能合格，讲讲惊我话点都咁合格。快啲，佢未玩过呢副嘢，摆明黑佢啫。呢个最正嘅你，左仗啦，冇问题啦。几条几只马冇问题，你咪撞大话。提咁多，我再就某阵盖呀，盖你呀，佢立起咗你个人噶，盖住呢呀，冇，得嘢偷，能赢啦，好啲，好容易嘅啫，能赢啦。喂，你唔好死定话，你唔好你行出嚟啊，行出嚟啊，唔使咁紧张，好轻啫嘛，张嘢啫嘛，冇系吧？你做乜嘅嚟咯，过嚟，阿嫲过嚟，嗯，过嚟。哇，你衫又唔执，见到成堆鸡翼散文字，哎呀，仲食埋雪茄，内地啊，好时间又硬搵食 wit 吓，有咩咁唔开心？好彩你受专业报应，我对你好，唔满意，你压人出孤寡，唔该，系林格比赛啦，老头，慈善嘅，我点会压人嘅？我哋真系要靠人先有奖金噶。主要俾仔点样嗰啲跌土，呢次我唔收你钱，我都系请埋你啫。我哋流浪咗咁耐，大家都好善良嘅。贏到獎金咧，我就可以反南匪咯。一吞到在，只得個仔走飛，有乜嚟蓋？你睇清楚啦，睇住。你老婆喺南匪等緊你翻去，佢好掛住歷數，希望你翻嚟之後扶持天倫，大家歡喜日日生天生仔，日日揾你睇咁過埋下半世，係咪好過癮啫？一嘢咁樣激冚，對有乜嚟在？佢睇依份到兜。你冇啲商量，含個 J 等等，食屎我飯，硬瞓屋，咦？咁你比賽啦，我掛住我老婆，睇到都吞日氣到，對一話都諗，夜俾到咁多，夜得啦，硬哥，食飯餓屎，我餓屎好慘嘅話，都啲舊後諗得。长城起步点就行，各运动员先迈轮进行集合。而家系 BBQ 记者何基喺北京拍摄长城实地现场转播，我哋正进行直接喺进行台上地斗马拉松。我哋见到各国嘅建议，对正教人数，中队人体。今次嘅赛例，运动员喺各国站先行喺进行台，唔系最快嘅运动员，系好讲，không phải đội nào dễ nhanh nhất là thắng đâu。mà người ta nghiên cứu đến tính kết hợp và tính chuẩn xác và phải có tinh thần đồng đội cao. Bốn thành viên trong đội cùng về đích sớm nhất mới là thắng. Chẳng được bất kể là cháy nhà, nghe bùng một cái là chạy. Không phải bây giờ, nghe tiếng súng bằng một cái là chạy. Cái cuối đội chạy không cần. Ai mà đẩy thì mình cứ đẩy, bằng là chạy. Quý vị, cuộc thi phi việt trường thành bắt đầu rồi, xin mọi người chuẩn bị. Ê, trời trời, sao biến trước của sao là sẽ thắng được? Đi lên phía trước đi. Khó quá, lên phía trước đi. Ê, lên đi. Đừng để tụi nó đẩy mà. Không được chạy trốn nha, đứng lên phía trước đi. Đâu mất rồi. Vậy, điểm cái chùm khói trang à? Sao còn chưa bắt? Tao anh nói tao không biết đâu. Trễ giờ rồi, đồng hồ tôi chưa tới giờ. Để coi. Chạy đi.
này có thấy các đội viên của tôi đâu không? Có thấy các đội viên của tôi đâu không? Ôi trời, còn biết nó làm gì nữa, chạy đi. À. Xin lỗi. Trải qua một lúc lộn xộn, cuộc thi coi như đã bắt đầu. Đội của Mỹ, đội Trung Quốc, đội Trung Quốc, đội Nhật Bản và còn nhiều đội khác nữa. Chúng tôi tạm dừng cuộc báo cáo của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin cho quý vị ở ngay trận đầu tiên. Bên kia, vâng. Lên, vâng. Bên kia. Tôi đã chuẩn bị phương pháp đặc biệt để mà bắt gấu mèo rồi. Nó nghe thấy coi. Phương pháp thứ nhất đó là không bao giờ sơ suất. Đó là tóm trọn hết, không sót một tên nào. Bao nhiêu cái lỗ thủng còn nói là không có bỏ sót hả? Ông chủ ơi, tôi còn có cách hàng. Đây chính là pháo gây tê mà tôi đã đặc biệt thiết kế cho ông. Có cần đại pháo to thế không? Cần chứ. Một con gấu mèo ít ra cũng nặng cả 2 tấn. Dữ vậy không? Sao không? Đâu ở tòa nhà hải vận của Nhật Bản, Chi Châu Diên, Chúc Tinh Viên, còn nào cũng phải hơn 20 tấn. Có lộn không gì? 9 với 8 hả? Tổng cộng phải bắt được 17 con. Mấy chục con, mấy trăm con kìa. Cộng lại hả? Được có mấy trăm tấn. Đừng nói gì nữa. Bắn pháo. Chúng ta bắt gấu mèo, không phải giết bố mèo biết chưa? Hồ Lý gọi sói. Over, over. Không có over. Cái này không phải là đại ca đại đâu. Sao rồi? Sắp rồi. Thiên phá. Sắp tới rồi này hả? Sắp chết rồi, hết hơi rồi. Hết hơi, sao hết hơi vậy? Nè, uống hoa kỳ sâm. Sau đó cúi đầu xuống, để máu nó xông lên đầu. Nè nè, coi đã. Nè, Ngọc có chuyện muốn nói. Khẩn trương quá à. Không biết nói gì bây giờ. Có thể chọn bài hát không vậy? Alo, có lộn không nói gì vậy? Nhớ chạy nhanh lên chút nha. Không sao sao vậy? 我想我已经爱上了他。唔系啊嘛，识嘢一个女仔我就唔俾。乜鬼咁冇对我要求啊？照到啊？早，都惊嘅。但系系咪谂咗？上个星期我要到啲。系鬼啦，你哋试下啦。家具好唔好睇？喂，你做乜嘢啊？真系谂住啦。新屋啊，又有学样，有你着数。你哋睇地合啲。喂，咩嚟噶？ Brandy, Brovy, hai trong một. Nhìn lòng quá rồi không thấy gì, không biết nhìn gì, chẳng hiểu nổi. Tôi nghĩ người thổ này chưa từng soi gương cho nên bây giờ đến đây soi đó. Xài hết rồi, cái gì nữa đó? Nè, sát lại đây tôi nói cho nghe. Ý chết bắt được con cá nè. Chà, con mũi ăn rồi. Hay quá, đi mắm.
À, vậy là cái Phi Châu Thần Long cái giao không biết giao. Trời ơi, không biết không, ta làm cái trò gì nữa nhỉ? Thấy cái dạng á, chân có ý kiến. Bệnh nhân cơ mà. Cứ làm cái gì, làm cái mà hoài vậy. Chắc cũng không có gì sai đâu. Long kêu, cậu kêu chứ. Tiếng sói kêu, chó. Chó gì kỳ vậy? Sói đó. Sao lại kêu thành cảm mà hai người? Tại sao như vậy? Không cần đâu, lô cô hả? Chó tốt không có cản đường nha. Hồi chưa sao đóng cái gì? Cứu tôi với. Cứu tôi, cứu tôi với. Đừng sợ, mỗi người một tay. Cứu tôi, cứu tôi. Đừng có đá, cầu nguyện đi. Chào tao. Cô Lai à. Chú ngủ ngon. Mở khóa trở lại nè. Không sao nè. Ngủ ngon. Gần chú nè. Mỗi chiều nó chụp chụp phòng sân. Đi theo y à. Lần này cũng có chiều hay, tôi thích lắm. Thấy chưa, người ta người hay không? Giọng nói nghe cũng hay nữa. Mặc dù kiểu dáng bên ngoài không đẹp, nhưng mà thực ra là một đẹp trai các người đó. Đường nước à, quanh quanh quẹo như vậy, không biết bao giờ đây. Lần này có cơ hội đi chơi, thế là thích lắm rồi. Chứ gì mình có phạm quy không? Đâu có, đâu có nhìn thấy đâu. Sợ gì mà phạm quy chứ. Chứ còn gì nữa. Mình chỉ sợ rằng tới điểm cuối cùng phải chờ các đội khác suốt 3 năm trời mới tới nơi đó. Anh bạn, mẹ má hay mà lục xíu phụng à? Mẹ con có phải lục xíu phụng không? Không, vậy con phải là anh em của tôi. Bởi vì mẹ của tôi là lục xíu phụng. Xin lỗi. À, chính hình sen. Xin lỗi. Đi hẳn là trung ương. Anh có phải là do trung ương phái tới không? Không. Nhất định là sẵn vậy. Vậy chắc chắn là tỉnh ủy. Không. Hay là? Không phải. Ủy ban phường. Không phải. Tôi là đã địa. Ông không là cái thứ gì mà dám đến đây mở cửa hàng bán đồ. Có biết chỗ này của tôi không? Dẹp ngay. Tới từ trường hỏi thăm. Mày dám đến đây mở cửa hàng? Chết. Kinh qua cho 10 ngày cái 赛事, các đội qua 10 ngày thi đấu, đêm nay các đội sẽ đến trạm dừng thứ nhất để nghỉ 2 ngày. Thế họ sẽ dùng 2 ngày này để nghỉ ngơi như thế nào, bố trí như thế nào để mà có lại sức lực tiếp tục giành lấy thắng lợi. Thế nào? Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Khẩu hiệu như vậy. Anh em muốn mình có khẩu hiệu để mà vận động họ. Phải đó. Thức uống, đồ quần áo, tất cả mọi thứ còn phải có hình ảnh nữa đó. Và còn có cả đồ chơi nữa. Sao? Tiệm tạp hóa. Không phải đâu, như chắc kỹ đi. ABC, BBC, MTV. Nếu như nó xuống về đây đầu tiên, có phải là cái chuyện đó là một cuộc bùng nổ lớn không? Không có chi tiền tiền thôi. Bởi vì tôi có thể mua được nhiều thứ. Nhưng mà tôi không thể mua được tinh thần thể dục thể thao. Mua được những thứ đắt hơn cái đó kìa. Nói chung là trên đời này không có loại người giống như anh đâu. Đừng nói như vậy. Loại phụ nữ như cô mới là không đáng. Cái gì chấm đó là một lần coi. Sao thế? Con ngắn nói lại coi. Cái này này có vận động viên đang chạy tới rồi kìa. Cái này sĩ là khẩm xài tẩu à? Chết rồi, có phải là họ chết rồi. Trời ơi, đội Trung Đông. Tổ chức tôi dẫn đầu phải đó, đại học không dẫn đầu. Đại học không, xin mời qua đây. Thắng rồi, thắng rồi. Ngọc, hay quá. Có phải thời gian thật hay lắm, xin chưa có kỷ lục rồi. Phải đó, kỷ lục phạm tội. Còn biết xấu hổ, đi qua đây. Thắng rồi. Làm gì vậy? Sao vậy con ai làm gì khóc vậy? Đâu có đâu, có các bạn gì mất không à? Cô à, còn đây gì chuyện? Sao sao quay đây, giúp bắt tay đi. Đừng có được không? Các mà bạn gì mất dễ vô khí quản. Chứ chị thì dễ bị bệnh thực kinh lắm đó biết chưa? Đối anh hàm phụ nữ không phải. Thì lúc nào cũng nói là các bạn gì mất không à? Vậy mà cô không hiểu làm sao đeo đuổi được con gái chứ? Chắc là cô hai khẩn trương quá này như vậy đó. Phải đó. Vậy nếu mà thua thế nào cũng bị đập vỡ đầu. Đương nhiên rồi. Làm ơn dạy tôi đi. Còn không mau đi về tắm ăn cơm. Câu này là sao hả? Tắm ăn cơm, đồ ngốc. Kiều nói thì nói, sao miệng câm như hết nhỉ? Người ta ăn no đi hết trơn rồi. Sư huynh ăn trước đi. Tôi vừa sư đệ, chúng ta để cho hai vị tiểu sư đệ ăn trước đi. Thế tôi không khách sáo nha. Sư đệ, các người thật là vô phép quá. Sư huynh, cho họ ăn đi. Sư huynh, chúng tôi đói bụng quá đi. Ê,
你不停啊！你哋肚饿啊？一个队长只关心我的部下，对公道应。几位大师，吉尔地衰，我见位少林武僧，冚啊！吉尔跳冧咗凳，阿尊父语都咁有气。嚟讲响土，要边度好嘢嘢，不服不服。喂喂喂，累到我哋冇父语死。得啦，系打咁不到我啊！剃头，搞到。哎呀，如果人今日挨，鬼啊鬼啊鬼啊，走啦！妈妈妈。发生咩事？让我先，写啲转移兵。咩事？飞弹啊！转移梯，得唔得噶？张志宝呀，啊！张志宝呀，啊！我唔系飞弹，系飞弹啊！我用你。嚟嚟嚟！老细，全部都搞掂晒啦。做什么罪？哎，一日未捉到宝贝熊猫翻香港，咩都未搞掂，皮蕉又灰心，快放饭，狂到入热料，快太饱，跟带翻嗰四条咸鱼翻中东，快忙到你几只中东，翻中东一日咁多都可以中东地度嗰只你入得，嗰个太忙，你太饱，仲要堆中东乜咁啊？嗰只你入堆，不都识？老细，我爱白豆唔好啊，到到先，不都够吓，睇到。老细老细，识做识做，做做，心头心头，我识唔识做啊？对林仔嚟讲都咁易，我都识做嘅。对古碧林仔，嗱，我哋要改路牌，中大快少啊！咩叫板凳凳？俾只马佢讲乜到地灯嘅狗狗狗苗，得啦，只个中大电台，佢晓住。如果有人喺嗰度咧，你只个người đến đó thì sao？你边个喺嗰度？系得咗。翻旧时到，你就系只只狗。好嘢！得逞得逞 ，stand by， 省神，你保重啊，好保重呀，有晚嘅住边房，到几楼边房，快啲，鼓励上嚟跟住讲两句，夜晚都食到八个，可以俾我激大招，拜拜。trời nơi này đẹp quá, dường như đây là khu bảo tồn phải không? Bảo tồn cái gì cho giữ mạng người thì đúng hơn, cẩn thận đó. Ủa, bên kia là gì vậy? Quan tài treo đó, quan tài treo là sao? Các tiểu dân tộc người ta thường hay treo các quan tài ở trên vách núi đó, đã có hàng ngàn năm rồi. Ai treo lên đó chị? Đây là câu đố, ngày mai tôi mới trả lời. Dĩ thanh minh sao người ta đi xuống núi gì? Cái này cũng là câu đố, ngày mai mới nói. Chừng đó mình có xác không? Đây cũng là câu đố hỏi chi nhiều quá vậy. Đi đi. Được rồi, ngày hôm nay tôi phải mở ra được câu đố này. Làm gì đó? Hả? Đứt gần lắm thiệt à? Thôi thôi thôi, bà đừng ra. Muốn chết hay sao? Muốn treo cổ cũng không có treo đây mà. Đừng có xuống đó chết người đó. Đừng mà đừng có chơi mà. Này, cẩn thận. Lấy chồng. Kéo huy lên đi nhanh lên. Lý số tiền cho tôi à? Lý số tay xuống dưới rồi. Đó. Chết rồi. Mau kéo huy lên đi. Hả? Tiêu. Lý số. Lý số. Lý số. Lý số. Hai ông bố ông biết cái nào? Lời lỗi tại tôi đã hại cậu. Lời tại tôi. Tôi là ông bố. Tại tôi. Cậu làm tôi mẹ bố cả. Ông chơi chung mày xí ta. Mày cơ chưa chết.
苏，对唔住。李苏，先来。跌落去嘅唔应该系你，应该系我。你咋？我第一次讲不啦，够不啦对。吓，我哋仲有好多啲嘢未做噶嘛。张大哥，嗰次你接不啦？你讲乜嘢？人李苏，特别有，你有冇按藤叶富贵？李苏咯。林怡，你点李苏？嗯。李苏，李苏，今次真系对唔住李苏。两年嘅佢来应援都系李苏，你李东啊，你点李苏？唔净系讲啦，咪去搵啦。唔系我，特别需要你点？佢想你咯，你两年来，咁仲要讲啦啲衫？或者到底添啦？边有咁直接底台，就俾癫咗衫。我哋受谂啦，两女马啲一粒。如果你知道李苏跌落悬崖死咗，咁边李苏爹叔你咪遮住，争争都冇谂啦，快啲去谂衫。另一正嘢，而都两兄弟们够我欣赏到啦，林女郎，只要着近板皮啊，地果特林我告到，快做，快啲，你掂啲数招。Bao tấm kế chạy là thượng sách. What do you know? Ui, tang sương. Đi 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 đi. Đi có lại đây nha. Đi đi đi. Chạm chạm nó hổ thiệt à, chạm chạm mày thiệt mà. Đi đi đi. Bà gầy lắm, chẳng có gì ngon đâu. Chả biết chỗ công hả? Lại cũng không phải. Nhảy hả? Thích thiệt hả? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Thích thiệt, thích thiệt. Chạy quá, cái lồng mèo nó hả hay thiệt. Ê, đừng kéo mà. Đừng mà, sao kéo mạnh quá mà. Đừng Nhiên Nhiên, đi tụi mấy bỏ chạy anh à? Sao người cột người ta lại gì? Tôi là tham gia marathon bi chơi. Tôi tham gia kỳ marathon. Đi đi rồi tự nhiên tôi gặp cái sân nhai và bị té xuống. Không biết tại sao cục đá đã đụng tôi té xuống như đây. May là có mấy cái sợi dây thừng này. Còn chúng tôi không chết. Tôi không biết tại sao tôi lại gặp cô nữa. Sơn à, cẩn thận nhé. Cô chị thì là Vy Vy là, đó là Vy Vy, là con của anh Anh. Vy Vy, cô là bà Vy Tròn, cái này còn là cha cô là Trang Trang, còn bên kia là Linh Linh, sắp 2 tuổi rồi. Gia đình chúng tôi gồm 5 người. Nhà cô thì nuôi gấu mèo, nhà của tôi là anh nuôi gấu à, cọp. Rồi cá sấu, đếm không hết đâu. Nè, đây là nhà tôi. Đây là nhà tôi. Đẹp quá hả? Trang Trang à, có khách đến rồi. Trang Trang à, có khách tới rồi, không chào hỏi. Xin chào nhé bạn. Nữ sở, ngồi đi. Yên quay. Anh ngoan, ngồi đi. Điểm à, em muốn xíu mà. Sao rồi, có sao không vậy? Không sao, may là mong của tôi thật vậy. Quy quy à, ư hư quá, xin lỗi nha. Xíu xâm đi à. Cẩn thận đó. Chào quá. Tôi là Yên Yên này quay. Chỉ có anh là ngoan nhất. Nghe thấy à? Đâu tôi xem nào. Bức thương của anh cũng không nặng lắm, nhưng mà chảy quá nhiều máu. Hay là chị đi, tối nay cứ nghỉ đây một đêm, sáng ngày mai tôi sẽ đưa anh đi tìm các đội của anh. Cô tốt quá, hôm nào cô đến Châu Phi à, tôi mời cô ăn chiếc chiếc ngon lắm đó. Tôi không hiểu nổi. Có lộn không vậy? Sao rồi, có tin tức gì không?
佢哋话：韩队长，放心，比赛大会有保安队，我哋国家有保安队，乜人管佢中队啊？咁嗰个喺我哋管理范围啊，仲冇中队管理比赛队员啊？林美珍就算偷鸭拐骗、走私漏税、白金半楼、甚至国际大奸狗啊，都走唔出个手指栏。如果三人中，死嘅一定揾翻个俾你。你回收咁点得到？你执到我点俾佢食？你谂晒。tìm tìm cái đi lẩm xương gì làm sao đi tìm họ đi họ nói đã đưa những cái đội chó săn tình oai phong nhất ở trong nước này đi tìm rồi chơi chơi đội chó này hả phải đó họ nói đây là đội liên hiệp quốc đừng có đường thôi đừng cho cái đó chúng ta tự tìm đi ở đây chúng tôi ăn những thứ này thôi, có biết có quen không? Tôi thích ăn những thứ này. Ê, xin phép nha. Này ăn cơm đi, ngoan nhé. Mau ngoan đi. Ây da, quay quay. Không có được vô phép. Đâu có khách mà sao đi giật vậy? Người muốn ăn nói cho ta nghe. Không cần phải giành đâu. Làm giúp mình à. Quý quý. Người hương như thế chưa đủ hay sao? Mong ngồi xuống đàng hoàng chưa? Quý quý. Quý quý. Quý quý. Xin lỗi nha. Xin đừng trách nó nha. Tôi giỏi nhất là dạy mấy đứa hư. Để tôi dạy giùm cho. Thôi thôi thôi. Có đồ ăn rồi đây này. Ăn đi ăn đi. Ngoan nha. Muốn ăn thì nói cho tôi nghe. Tôi sẽ cho người ăn mà. Phải không? Quan trọng nhất là phải ngoan biết chưa. Không ngờ hai người họ lại hợp nhau quá hả? Anh ngủ đi. Ăn no rồi đi ngủ, không được hư nữa biết chưa? Phân à, ngủ đi. Chứ mà còn chủ đấy. Sao ồn ào thế nhỉ? Ô ha, xài quá là xịt chú chan mà. Ào, em quỳ đặng ở đây ăn sáng hả? Sao không nói cho tôi biết gì? Các người có kim tử không? Trời, đừng có lo chơi nữa mà, trả lời tôi đi chứ. Cô nói là hôm nay giúp tôi tìm các bạn của tôi mà. Cái trang giúp tôi hả? Đỡ này. Xin lỗi nha, tôi không ngờ ngươi vẫn chậm như thế. Thôi đủ rồi, đừng có chơi nữa mà. Các người hả, phá cái chỗ ở của Kim Chi như vậy là không có tốt đâu. Tôi giấu hết cái bàn này mới được. Phải lung tung bắt tôi phải dọn dẹp thiệt là chẳng có làm sao cả. Đáng nữa Kim Chi về tới nơi hả là các người chết. Trời ơi, hãy tôi hả, lại còn cười nữa à, phải chọn người một bài học mới được. Xin lỗi nha, tôi nhầm lẫn thôi. Tôi không đánh bạn đâu, tôi chỉ muốn cho họ một bài học thôi. Trời trời, nói mãi không nghe tôi không. Nghịch quá, tao không sợ đâu. Chết rồi, làm lộn xộn quá rồi. Thôi không được, phải nhập banh lại mới được. Thôi nói được cái chùa đó mà. Tuyên mà. Các người làm gì vậy? Trời ơi, làm cái mặt mày của tôi dính thế này rồi. Đừng có làm bộ nữa. Quét sạch sẽ nhà cửa biết chưa? Xin lỗi nha. Đi chửi tôi không phải là tại tôi đâu. Hay là để tôi đưa anh ra đi tìm các bạn của anh. Để anh tiếp tục tham gia thi đấu mà ra tông được không? Thế gửi. Coi đó kìa. Ngồi đi tao kìa.
tôi cũng được vậy. Hay quá ta. Trời, đừng có đạp xe của tôi mà. Cẩn thận đó. Lịch số à? Lịch số kìa. Ở đâu? Bên đó đó. Tôi thấy đâu. Sương mù trắng rồi. Thôi đại ca đừng có đùa tôi nữa. Trời ơi, cứ lộn không vậy? Đừng ôm thiệt mà. Tôi nhìn thấy thiệt là Lịch số đó. Biết quảng cảnh này thế nào không? Tôi nhìn thấy Lịch số thiệt mà. Có muốn đánh nhau không hả? Chứ còn gì nữa. Lịch sử xin lỗi nha Lịch sử. Cứ hại bạn như vậy Lịch sử. Xin lỗi nha. Lẽ ra tôi không có nên được giải câu đố này. Tôi biết tôi có lỗi rồi. Tôi sẽ đưa anh về châu Phi để chôn các anh. Chuyện gì vậy? Sắc khô. Ừ, nặng quá vậy. Sắc khô mà. Ê, chơi. Quỷ bắt giò. Niệm kinh đi. Niệm kinh gì? Tôi đâu có biết đâu. Đừng nắm chúng tôi. Gấu mèo. Đừng sợ. Lịch sử. Ta lâu không gặp rồi. Đánh tôi đi. Trời sao bạn quá chị. Lịch sử. Ôi may quá. Thì ra là bạn đó hả? Gặp lại bạn thì được tốt quá đi. Anh không khỏe hả? Tên tôi là Kim Tử. Xin lỗi nha. Ôi, tôi yêu nàng rồi. Trời ơi, cậu biết biến đâu rồi. Cũng tại cô không à. Chẳng gì có phải để một người ở lại đâu chờ tin tức chứ. Vậy làm sao bây giờ đây? Tìm đi, đường lớn mà. Được rồi, dừng đi. Làm gì vậy? Xuống xe đi, nữa xuống xe đi. Đi đâu? Đi đường nhỏ. Không biết làm trò gì nữa. Đường lớn không đi, đi đường nhỏ. Ngọc quá, không dùng đồ ốc sao được. Đi đường nhỏ, sẽ nhanh hơn nhiều. Này, anh mập à, đường nhỏ đi bằng chân, đường xe lớn thì đi bằng xe. Được đi thế nào? À đúng là ngồi xe hay hơn. Ê, này. Anh mập à, xe đằng kia kìa, chẳng nó đi. Ê, dừng lại. Đi lấy mất hết đồ của mình rồi. Phải. Lương thực mất, xe cũng mất. Bị dành vui chưa? Thư giãn trước, khỏi mang. Tôi bị dành giọng có súng. À, đúng rồi, đi săn cũng tốt. Không phải đâu à, bắn chết anh cho rồi đó. Cô chỉ tới đi thẳng đường này. Cứ đi thẳng hoài. Ra khỏi cánh rừng lớn không kìa. Thì sẽ nhìn thấy con đường thi marathon. Cảm ơn nhé, tạm biệt. Chờ tôi nhé, tôi sẽ quay lại tìm cô đó. Đi. Ở dưới đây còn nhiều người đẹp lắm đó. Không có đâu. Bye bye. Sao mà la gì? Bạn đi rồi, buồn quá hả? Không bao lâu nữa họ sẽ đến thăm mình mà. Trời ơi, đi đắp mà lắc lại, dễ thương ghê chưa? Đừng ôm nữa. Mình cũng đâu có định xa họ đâu. Ôi cưng ơi, gấu mèo cưng của ta. Anh, sao vậy anh? Đi đi, các người sẽ bắt gấu mèo của tôi vậy? Tha tôi ra. Chuyện gì đó? Có người là cứu mạng đâu. Là cô Kim Tử đó. Kim Tử hả? Thả chị xuống đây nhanh lên. Thả tôi cho. Mà đi được cậu đưa cho tôi chứ. À đúng rồi.
小心点，咬紧啲。马林，马林。天白真系求娶民女，嗯，条女啊，人哋把剑，你哋打得几多剑啊？我冇谂住打，朋友嚟噶嘛，大家朋友嘛，今日太阳好猛啊！呀，一拳萧条四百四闪电拳击拳，喂，你哋系咪兄弟先？快啲帮我解开佢啦！快啲啦！冇解，点啊？搵唔搵到啊？有解！捉住佢！点解？小心啲啊！小腾呢呀？木特，còn nữa, nè, nhớ một tờ. Chết đi nào. Đâu vậy? Xây không xây bọn thò. Anh bạn có cần giúp không? Cái gì? Ngươi cũng giúp được sao? Em cứ tìm mà tật luôn. À, ngươi nhặt ta lên, ném qua được rồi. Nhưng mà ta ném qua, ngươi không sợ đau hả? Không sợ. Vậy tôi không có sót rồi nha. Bò con. Chết chưa? Sao tự nhiên nằm mông tôi vậy? Giúp tôi. Tránh cho này chở tôi. Không phải đâu, bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông mà. Anh này còn biết chở không? Tình tôi đi mà. Đi chi tôi đã nói là được rồi. Đi mau. Đi cái gì? Đánh chết cũng không đi. Đi mau. Trời ơi, chết rồi. Âm khí, âm khí, điên rồi. Tôi muốn gì? Giàn xảo thiệt, xài âm khí. Âm khí đã chỗ gì không đâu rồi. Dùng âm khí cũng không ngăn cản được đâu.
小弟人，再追嚟，有事嚟。个女仔女，搭车佢哋人人好得着，听咁在。喂，乖呀，哥啊，哦，狐狸狸，喂喂喂喂喂喂，我顶你，你唔真嘅，哎呀，哇，匿埋先。总之的你个黑鬼喺度左头左势，等我整个连连你啊，赶走啦，唔再得撞嗰啲大嘢嗰啖。旋风佢啲摊下，撞你啊！旋风佢哋，点解呢啲大哨一路咁远执咯？放晒，冇带。剧咪阿苏，你嗱你苏嘛？苏喎。我嗱你苏，喂阿苏，苏起身啦，起身，苏野啲野啲，你都唔认咁大牌，叫埋咁多轮啲野野啲野猫，唔通掟咗佢，就嚟捉咗下，掟上嚟噶咯，就人哋嘅麦佢边度咁短猛在，我打你个小人头，等你牛牛豆豆，我打打啲鹅啲鹅嘅豆屌人，系咪衰啊？诶你龟啊，都会骂，我唔系龟啊，我系只马骝，但系只打你嘛。过来，过来啲。你唔记得我啦？佢关得啦吓。招第一招飞，对得对入眼耳梯上。啊，知道啦，要废咗噶。我错。对到佢只住，咪咪，佢只啊啦太神。佢俾你对到暗影临阵在，留我同入佢空。都你叻咯，参加个运动，未要叻去吉板脚，佢不识出得闹。就去衰少啲，咁正变少猛忽咁，咁摆到添啊！都心咯，天下太平，唔好搞咁多嘢。天下太平啦，去到咪翻翻转地。你你又吸到瓜个水好咁，想饮水喝，冇水系野汤。嚟对你嚟。而家做咗大个喎，别有林大教啊吓，外放嘢，咁你廿零你麦开，而家你就变咗条龙咧，以前人人都变成光针嘅，朱仔某个讲佢啦，光手，我哋啊个上个腿，你讲个你怼啲细白女，喂兄弟，入嘅乜？咁啊银板嘢，邓二伟，点同啲队友失散噶？三万礼得啦，几吉板个文字，转嚟又系啦，用计借黑咗车你，如果你将佢得，你听好未？全部交掂晒，做十分钟。海仲成世界嘅，一月报警拉佢啲。听日整查睇通嘢，俾包个执笔。国处例啊，但系而家咁难，你闹个律例咯。你睇下，要咪边样？只个佢又会疼痛，边样搞到佢咁讲？都俾啲计我咁样认到到，只得啦，林哥，听日都讲叶翁。咪跑啲斑马，系我啲斑马。叶翁吉闹，急埋个袋，先嚟。chả còn có họ kinh lắm đó, họ dữ quá, không đủ sâu mà, những người này không đấu lại đâu, thế thì phải tìm người khác, nếu mà nó giữ hả, thì bọn này giữ đó, được không? Có súng, từ đó có súng, có súng sống lên tiếng chứ, trời, có súng thì chọn cáo đen được không? Cái đen dữ dữ cũng được, tìm cái loại nào mà dài dài có thể chịu được súng, ta tôi có cách rồi. Đại bình trường à, đứng được xuống kia. Vội đi, có thể chịu đựng được súng máy. À, được.
Nhưng mà con voi thì dường như nó hiền quá, không bị giữ. Giữ hả? Giữ thì tìm mà con trùng lớn. Trùng có giúp được sao? Trùng tức là hổ đó. Thì ra là hổ à. Được, được, tốt lắm đó. Thôi được rồi, để tôi cứ tôi giúp anh thì không cần phải lo. Được rồi, thật phiền quá. Không sao, chúng ta là bạn. Tôi không có tiền, chúng ta là bạn thân mà. Giữ chặt, giữ chặt. Ôi cơ hữu, chạy mau. Có cả voi nữa, chết rồi. Không phải lo tình tôi đâu, đừng bắt tôi sao. Tôi nhớ ra rồi, đừng 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 mau. Tôi cứ chui lên mà. Giỏi lắm. Thế giới, có người xúc phạm tôi. Cắn người không chết, ném cho người chết. Trùng chó sĩ. Cố lên, cố lên. Đừng lắc, đừng lắc mà. Đừng lắc mà. Lần này có bản lĩnh thì lên đây đi. Không có này à? Không lên được hả? Lại đó. Sao lại lên đây, lên đây đi. Lên đây đi mà. Tại nó ngu rồi mà. Ngu thiệt mà. Có bản lĩnh thì lên đây. Này đừng có tông, đừng có tông nữa. Có tông nữa hả? Đi đi đi. Dừng lại đi, dừng lại đi. Đừng đừng đừng, không sao, không sao, còn chịu được. Không sao, ôi. Không sao, không sao. Chết rồi. Này, mau lại đây. Ôi, tôi không nhìn thấy gì cả, đừng có tạt cát qua đây mà. Ôi, đừng mà, đừng mà. Dừng đi, dừng đi. Đừng mà. Ôi à, tai họa truyền sinh luôn. Chúng bỏ mẹ, phải xuống xe chậu ra. Làm gì? Mà lên xe chạy thôi.
原来呢度仲有三条幽，力水你行开，等我来。台山黄飞鸿，大圣黄飞鸿，三个一齐来咯，唔使谂。把佢咁捻啲，同佢声起头咧，木捻啲捻。我玩狗。玩狗，玩狗，玩狗。đừng đánh, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh, đừng đánh mà, đừng đánh, đừng đừng đừng, đừng đánh. Kêu chú Lành không đánh. Tao bảo đừng đánh rồi không nghe. Tôi sợ những người bị người ta đánh đâu. Đứng lại, đứng lại. Chị Đạt à, chuyện là không đánh à. Chị Đạt, đừng đánh nữa. Hồng cầu mọc dưới đó mà. Thôi thôi thôi, đừng đánh nữa. Cảm ơn nha, ngoan. Rồi, rồi, rồi. Cảm ơn người nha, người cực quá rồi, ta đi trước đi. Cảm ơn bạn nha. Tạm biệt. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại nha. Chị ta, xong rồi. Cảm ơn các anh em của cậu, đúng là tốt quá, cảm kích vô cùng. Này cậu có hứng thú không? Chúng ta cùng nhau đưa con mèo đi đi. À, tìm được rồi, tìm được rồi. Chị ta, đi xuống xe. Chị ta, lên xe đi. Chị qua để tôi lái cho. Anh biết lái à? Đương nhiên là biết rồi. Ngồi đàng hoàng nha, tôi lái đàng hoàng đó. Nhanh thì chỗ ít thôi, an toàn là đầu tiên. Chạy đi. Trời, đừng có lùi lại. Sao hả? Tôi thử coi xe có giống nhít không đã. Không giống nhít đâu có được. Đừng có lùi lại. Đừng, đừng, đừng. Cẩn thận, cẩn thận. Dừng xe, dừng xe. Làm tôi khó thọng quá, chỉ lùi lại các bạn. Trời ơi, kỹ thuật này giỏi lắm đó. Đi, ông có biết lái đâu, để tôi. Hay chứ. Nhìn này nha. Số 1. Ê, có chưa, đừng chạy nhanh quá mà. Ông mập đó đánh tôi một phát cực mạnh. Thế là tôi ngất luôn. Tôi đụng vô cái gốc cây, bốn cái chân á, giơ lên trên trời với thầy. May là tôi gặp lại á, đồng hương của tôi. Đó là Tinh Tinh Chi Tà. Tôi nói tôi khát nước quá, y nhìn thấy tôi á hả? Y là thế này nè, anh em của y hả? Bay tới, mang nước cho tôi uống. Y còn kêu chung chó nhỏ đi lấy thùng nước đấy nữa chứ. Thế con chó nhỏ quô quô vài tiếng. Thì nào là gấu đen nè, hổ nè, voi điều tra hết. Mày nói như vậy. Cái con Madonna đang hẹn hò với lại Kentucky đó. Cái gì? Không hiểu. Nói từ nãy giờ thì ra bạn gái của y là Tinh Tinh. Nếu anh bị ớn máu, máu không ớn sao dùng để làm gì? Thế là tôi chứng thắng. Chị ta lúc đó lại hét lên. Thế là lái xe đưa tôi và anh về đây. Hay quá, hay quá. Lịch sử gia đình của anh thật là oai phong quá. Phải đó. Anh thật là có khả năng tưởng tượng quá nhỉ. Voi thì vẫn bình. Sao anh cũng nói cha của anh là Lê Minh, mẹ là Vương Tinh đi. Anh Mập ơi, trái này trái gì vậy? Trái gì, có ăn này ăn đi. Ăn một hồi sao cái bụng nôn quá. Thế thì phải ăn nhiều. Nếu không mà muốn nôn cũng chẳng cái gì để mà nôn nữa. Phụ nữ có ăn mà cười. Không phải đâu. Tôi thấy bạn anh ăn đồ giống như con lợn vậy đó. Cái gì? Tôi còn cảm thấy đúng là tôi ăn đồ hơi giống con lợn thiệt.
臭啊？免租啊？唔系啊，唔快，小陈，一记等阵，呕咗几十次，胃都反胃。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 呕咗几十次，胃都đại hắc chết cứng, nhưng mà không sao, có anh ở đây mà, anh mập quá, ăn thì ăn có ăn trước, ngọc quá, bốn người ăn tôi ăn đâu có hết, muốn ăn cũng ăn cô trước đó, vì sao? Bình tĩnh đi, tôi qua bên đó hỏi thăm họ trước đã. Anh Mập ơi, nhìn như mà trả từ điển xong rồi phải không? Các bạn đừng ăn tôi đi, tôi mập quá nhiều dầu lắm. Ăn tôi vào hả, thế nào các người cũng bị tiêu chảy đó. Hả, tôi không mùi mùi xịn đâu hả? Chưa đâu có ngon đâu, đừng ăn. Tôi có lấy bộ hồi gì mà, hả? Trời, thêm lá bạc hà vô hả? Sự nhận thế nào kìa? Trời, ăn người kiểu vậy đó hả? Không đồng ý là xâm châu cắn cho hoàn. Không ngờ các cuộc đời của tôi thế là tiêu rồi. Tôi chưa từng lãnh được giải thưởng. Chưa từng đi châu Âu, chưa từng để tóc dài, chưa từng kết hôn. Xuống dưới đó, cha mẹ của tôi thế nào cũng sẽ nói này nói kia cho mà xem. Hay là tìm cách làm lại từ đầu có phải hay hơn không? Nếu như tôi được làm lại từ đầu, tôi sẽ mang giày cao gót, tôi sẽ kết hôn, tôi sẽ mặc áo cưới, tôi sẽ mặc áo cưới thật là hở vai, sinh con trai tên Handsome, con gái tên là Pretty. Anh bà còn anh? Anh thấy sao? Đừng làm gì đầu tiên đi dễ cô á. Đương nhiên là không phải ăn những cái thứ trái lúc nãy đúng rồi đấy ngốc. Có ai, có ai? Người ý thủy ở giữa lúc mặt trời thì hay phải không? Giữa đường chúng tôi xảy ra chút chuyện, cũng nhờ cô Kim Tử cứu chúng tôi. Hơn nữa cô ấy là thần y của khu sơn khu đây. Còn nói nữa, quý vị ăn cái trái đó có độc. Những người bạn có độc long tộc đã được quý vị đến để chúng tôi cứu đó. Ngâm lâu chưa được chưa? Chưa được, phải 20 phút. Như vậy mới có thể ép hết chất độc ra ngoài. Trời ơi, thêm 20 phút rồi chết chín luôn đó. Cô à, nếu mà cô lại tóc dài, thì nhất định sẽ mua cái áo cưới cho cô. Nói tới áo cưới, thì phải nói tới con trai lớn của cô con ai là Handsome. Không được nói. Ê gì đó, lý số đâu? Kia, đâu? Đó. Dạ rồi mà cậu vẽ trên tường nữa, thật là giống như con nít vậy. Để tôi nói nha, đây là tâm sự của Lisso. Thì bị người ta đánh nằm ở đây cho nên quyết định á. Thù tinh hoa của Nhật Nguyệt, tập luyện võ công thì không sợ bị ta đánh nữa. Tối ngày cứ nghĩ đánh, đơn giản lắm. Lisso đói quá, nằm ở đây trong lòng á, muốn chiên cái trứng ốc là ăn không đủ á, ăn thêm nửa cái bánh. Sai rồi. Lisso là người thổ, cô đơn nữa đêm buồn quá. Trong cái gì để giải trí, cho nên khi mà có ánh trăng một mình đi nằm ở đây, giang hai chân ra chờ người tình quý tới. Này, thế cái này là cái gì? Nồi nấu tinh tinh. Ai cha. Phong thiên minh nguyệt quang là gì? Sĩ đệ thượng sương, cử đầu mong minh nguyệt là đi đầu sư cụ hương, lịch sử là sư hương chứng à. Thật ra Lisso bây giờ đang nhớ quê hương thôi. Lisso cầm lấy. Thôi đừng nghi ngờ nhiều nữa, đi qua đây đi. Đúng là chỉ có anh hiểu tôi nhất thôi. Người thổ mà cũng nhớ nhà nữa à? Kỳ thị thế. Người thổ không phải người sao? Người thực vật mới không phải là người đó.
Người thật vật là người, chỉ là nằm đó không nhúc nhích thôi. Chị kỳ thì nói bậy nữa rồi. Lưu Thường Nhân mới không phải là người. Lương Nhân Nhân mới thật phải là người đó. Thấy sự hy sinh vô ích của các người, tôi rất tiếc. Nhưng mà máu của các người không chảy một cách vô ích đâu. Tôi sẽ hiểu pháp tư tưởng của Mao Trạch Đông, cách mạng chưa thành công thì anh em phải cố gắng. Câu nói này dường như là Tung Sung Sơn mà. Mao Trạch Đông nói Tung Sung Sơn nghe lớn thôi. Billy, vâng ông chủ có chuyện gì? Ở trong đó đông người lắm, làm cách nào có thể chậm được cái mèo? Có cách. Chưa nghĩ ra nó có cách rồi. Nhưng mà đúng là có cách mà. Để xem các người có chịu đựng nổi ta phong cuồng hàm tiếu ba cái. Đúng là nụ cười của ông có thể hóa cốt làm cho người ta bị mê đó. Đúng rồi. Xong chưa đó? Xong rồi. Ôi cha, mỏi chân quá. Chạy máu, chạy máu. Sao rồi? Ông chủ, lần này chúng ta nhất định không thất thủ nữa đâu. Buồn quá đi à. Có người đi mau. Đây khó tìm lắm. Xin lỗi nha, lại làm việc cái gì? Ở đây nè, cô tự vào đi. Cảm ơn, cảm ơn. Không có gì. 1, 2, 3 đèn, xanh đèn đỏ. Ui cho các người gian quá đi. Mở cửa. Tìm anh đó. Xin lỗi, ô Ngọc. Xem đến đây gì? Tìm anh cực quá đi. Cảnh sát khu vực đưa em đến đây, khó tìm quá, anh không sao chứ. Chưa chết nữa, chết mấy lần rồi. Cũng nhờ có lý sườn. Ngọc, tôi chưa chết nè, lý sườn. Quên anh hai được phải không? Anh hai, anh không sao chứ. Hữu xong là hữu xỉm á. Bụng anh có sợ lắm hả? Đâu có đâu. Đại hội đã thay đổi đường thi rồi. Em đem bán đồ đến đây. Còn thi cái nỗi gì nữa, bỏ cuộc đi. Ây, điểm đích gần hơn, cách đây khoảng 200 dặm thôi. Thế thì các đội khác đã gần hơn mình rồi phải không? Đại hội chưa nào tập hợp lại các vận động viên. Đêm qua, chưa nào lại xuất phát. Chưa hôm nay. Chúng ta không chừng có cơ hội. Đâu, xem nào. Xem cái nỗi gì. Chưa phải tìm được đường tắt. Để tôi giúp cho. Nè, nếu quý vị đi theo con đường này, đừng có đi theo con đường thi marathon mà đi đường nhỏ. Quý vị gặp lại đại đội ở ngay trạm này thì có thể tiết kiệm được mấy đồng hồ. Được đó, không được. Thế thì chơi bịp rồi. Thôi, như thế thì vi phạm tinh thần thể dục thể thao. Vì một chút tiền thưởng, chúng ta phải chơi như vậy thôi. Một mình cô không đồng ý thôi nha. Chúng ta quyết định thiểu số với một cửa đa số. Các người thấy sao? Chơi bịp. Em cũng vậy, tôi cũng đồng ý luôn. Có nhiều lúc thì chơi bộ một tí cũng không có gì quá đáng đâu. Không quá đáng thì chơi. Được. Muốn chơi thì xuất phát ngay. Không cần phải nằm như vậy. Cứ ngủ sáng ngày mai dậy sớm đi. Trời ơi lại thất bại rồi. Billy có cách nào nữa không? Ông chủ, nếu chúng ta tấn công bề mặt không được, hay là chúng ta đào địa đạo để ăn trộm còn gấu mèo ra thì không còn ai biết. Cách này hay đó. Đúng là không ai biết. Nhưng mà ông chủ, kế hoạch này ít ra phải đào tới 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ là trời sáng rồi. Thế thì cũng tốt vậy. Đồ ngốc. Nè, đồ ngốc, dùng đầu óc đi. Mặt trời ra thì coi như là không có trời sáng. Mặt trời không ra, làm sao để mặt trời có ra đây? Cậu mới nhắn tin kêu ông đừng có ra. Đồ khốn kiếp, gọi là không trả lời sao? Chưa gọi làm sao biết không trả lời? Gọi càng không trả lời thì ta gọi cho nổ máy. Đến lượt người đào đi.
Đến lượt cô nào đó, nhanh lên. Đến lượt đi. Đến lượt đi. Đi. Trời ơi, đau quá. Thiên công đó bộ. Trời sáng rồi. Vậy thôi, trời sáng rồi. Mau mau, đi chơi biệt thôi. Trời sáng rồi, đâu xem nào. Mới ngủ thôi mà. Trời còn tối mà. Kỳ lạ, theo cảm giác tôi lẽ ra là phải trời sáng lâu rồi. Thế à, sao kỳ vậy? Chạy đi, xuất phát, xuất phát. Ủa, tôi chấp bố mày à? Nè, đồ của tôi nhặt xong chưa? Anh tự dọn đi. Anh làm anh hai, lười biếng quá vậy. Ăn đồ đi. Phì lỗ à, phải đi gọi anh mập à? Một khoan cơm đi. Không xin lo sâu lý à. Không ăn có chuẩn bị gây đó nha. Phải đó ăn rồi hẳn coi. Ăn. Ngày thường làm những nghiêm chỉnh như vậy thì ra là cô ta bắt đầu động lòng rồi. Tôi còn trẻ làm chuyện vô liêm sỉ thế. Thật là xấu hổ cho mãi già của chúng ta. Làm nhục người trong hoàng của chúng ta. Phải đó, lôi đi sữa bắn đi. Thôi đi, các người làm gì nữa. Mà ăn sáng rồi đi, xuất phát. Ăn sáng mau. Ê, Kim Tử. Cô không ăn sáng. Tôi còn phải cho mấy con gấu mèo ăn trước. Mấy con gấu mèo của tôi đâu rồi? Ê, lửa cháy rồi nè, mau cứu quả đi. Không phải lửa cháy rồi. Có người đào đường hầm để ăn cắp gấu mèo của tôi, còn không ai đuổi theo. Đừng, ở đây có hơi đập, mau rời khỏi đây chết đi. Trời sáng quá vậy. Hèn chi trời không sáng, bọn người này che như thế này này. Là bọn người khốn kiếp đó làm đó. Lý Sùng, đuổi theo mau. Cuối cùng là lấy được rồi. Ta còn phải sanh con với họ nữa đó. Cái gì? Sao con với gấu? Sao rồi? Tôi ngửi được cái mùi mấy con gấu mèo bên kia kìa. Đại ca, lấy sao tìm được rồi? Ôi tránh ra. Nhường ra, đừng nhường đường, nhường đường. Tôi nhanh nhất. Tôi nhanh nhất, tôi chạy nhanh nhất mà. Anh mập nhanh lên đi. Tới liền. Chờ tôi với. Tránh ra, cho tôi mà qua đi. Trời ơi, như thế này lọc quá, cái chuyện nào xong, vượt qua đi. Vâng. Quay lại, mới đập mới sao.
边个肥佬？啲女级嘛？咁耐咁耐，赵飞耐咗。赵飞点会有咁对？系啦，点解你追到我？嗱，杰杰，快啲来啊！喺边啊？冇你冇你，我哋落去啦。杰杰，追到小猪人，再麦嘅银吓，银系几猫你？锁住晒，撞死晒佢。讲到啦吓，抌住鞋即系。我哋嚟捉猫，唔系嚟捉人。你把狗命都费你命去打到。见到黑嘅嘢咁烂到佢手，女奶。野奶，得噶女奶。你快啲吓，冇啦冇啦。停车啊！停车停车。你嚟我哋，我早嚟十二日，我问你，阿急都未有嗰对啫。无厘头，骨饱咪讲一蚊急吓，佢谂话到你，做奖咁屙咗饭，我闹任你，咁咪嗰对跌到崩你，你即刻我哋任你啦。总大个铁衣杀，犯碎残。强奸咗我哋嘅体育精神，我今次又唔要奖牌，都要救翻啲熊猫噶啦。如果攞野腿嗰块高度高命，大家攞百万攞唔到，我同佢搏命。咁你条野腿咁瘦，因为二目主猛，咪得尿猛。剑队啊，又高命，掉啦，恩人公民公民，正义猛公都可以掉噶。我唔系不乖啦，公民公，阿狗不系恶人咧，公有心。姐，有病啊！阿姐，唔该姐姐，快奶啦，冇整啦，你送借掉啦。嗯，十八掌，超级杀人，也林特班长，我哋一个大公公，都话唔使帮手啦。但系公公一来，唔好啊，唔够时间。点应？安安，我呀。玩屋企啊！你得对佢鼻牙呀，别傻。要射要射！你个水蛇未走啊？今日够唔够？嚟嚟嚟，佢都仔到嘅，系嘛？琴日高到嘅，咁又跌落去，真好。手，哥哥见到我老听，一轮。咩咯？阿茂，十二人有个嘢，男儿别骨呀，中大个肺一木大枝。anh anh à, đừng có lắc qua lắc lại cái đường không. Chết cha chết cha. Mà chết cha đi. Cái lộn cục vậy lấy xe cái gì đó. Let's go.
đừng che mắt tôi mà, dưới xe lại đi. Tránh ra, đừng bật mặt tôi mà. Cháu chết ngươi nè. Dừng xe, dừng xe. Đập thắng đi. Cẩn thận, cẩn thận. Kìa, tên trộm đó kìa. Cẩn thận cơ, cứ chuẩn bị phạt mà. Đi không sợ chết, ta sợ chết. Cứ chừng có ngó mèo của tôi. Sao trời chạy càng nhanh vậy? Chắc là mình đến thế giới cực lạc rồi. Ôi tay. Coi chừng nha, ta dở xương rồi á. Coi chừng. Nhanh hơn ta nữa hả? Phạt thôi, phạt thôi. Ôi cưng ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi, vui mừng quá đi. To mà. Tốt quá. Hai bạn, sao cháu lại lấy xô rồi? Kéo lấy ra đi, nhanh lên. Lấy xô, anh đâu? Cái tên cô kiếp kìa, cướp bắt con gấu, mau đuổi theo. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Hả, cũng vậy cả, đi vào lẩu cãi. Trời ơi, quá, người lại nghịch nữa à. Nè, 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 đừng đùa nữa, đừng đùa. Chứ thật có thời gian đâu, đi mau. Đâu có phải đâu. Chú hỏi tấm gấu mèo. Đến đây biểu diễn. Quý vị có thể giúp tôi một tay. Để đưa con mèo này lên đây đi. Phải đó, đưa gấu mèo lên xe. Nhanh lên, nhanh lên. Cảm ơn, làm phiền quý vị nha. Cảm ơn, cảm ơn. Ngoan, ngoan. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Tạm biệt, tạm biệt. Cố lên, cố lên. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Làm ơn tránh ra, làm ơn tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Nhanh đi, nhanh đi, đuổi theo có kịp rồi. Thế còn chịu đuổi nhanh nữa hả? Giỏi quá em, chạy đi. Thôi mình cứ đóng.
晒我啲心机啊！回答个 Facebook 对在。好吗？你唔俾我捉啫，借住。有，未得甩佢嘛？今日林耀伟借回捉佢两手。Billy 啊，乜你都喺度。Billy 特别恭喜你啊！哇！姐，你又等几？肥佬啊，你一心为利是图，今次做翻件好事，觉得你等阵林有冇转到？咁一蚊啊，同埋钱一样可以嚟生费咁嘅。咁一整等日，咁一个店系特啦。而家但系你店你哋捐助俾个牛哋，摆捐每度到嗰度，到呢度捐咗1,000,000咯，啱唔啱？系咪仲揿到再？都捉林嚟到再。捐咗100啦。捐100啲。喂，你将来有咩计划？对啦，嗰句话嘢。你话大新哥，你咧？阿妈，要唔要大？你咪啊！金子，剑子，我准备写一本小说。你准备写部小说？我哋要再嚟多啲再。侦探小说。小说，唔系侦探都咁，咁快。文艺小说。唔系啊，文艺，咁快。小说定要？唔讲咩？系啊，净系侦探，琴日喺二楼。喂，再嚟你。有冇搞错啊？你嗰度讲。上班搵呢只蚊俾我，点过埋半世啊？你咪你咁捉嘢林生，咪生翻到高大人嚟。人又冇钱，点翻南边？咁讲地咁讲，夜林飞你乜物瓜？呢度咁多，我哋个尿高咁撞你木高啲，睇撞更得咯。